Wow, sao cái đồng hồ đẹp vậy? Trời ơi, lạ quá trời. Lớn vậy trời. Wow. Ơi, nhìn đẹp thiệt. Trời ơi, bán nó được không trời? Ủa sao tự nhiên có cái đồng hồ gì giữa làng vậy ta? Hình như ở giữa làng nó có cái gì kìa các bạn nhìn kìa. Hình như mọi người đang làm gì đó để mình tới coi thử coi mọi người ơi. Mọi người đang xem cái gì vậy? Ủa gà hả? Ủa gà tới rồi hả? Ủa cái này là cái gì vậy mọi người? Buổi sáng sớm ta bước ra là ta thấy cái đồng hồ khổng lồ vậy rồi. Ủa vậy hả? Con dắt thì xác mấy gì vậy? Không ấy thì mình đem đi bán đi, nó thấy nó cũng có giá đó. Cái gì không có được đâu. Trời ơi, hai cái đứa này chưa gì mà bán cái gì, lỡ đồng hồ của người ta làm rớt thì sao? Nên là bây giờ mình cứ để nguyên hiện trường đi. Chị thấy cũng đúng á, lỡ như bán người ta bắt đầu chết luôn á. Thôi bán thôi, chán phèo. Đi trời về đó, coi đi về đi, đừng có bán lỡ tôi thôi. Mọi người về hết trơn luôn. Cũng tò mò thiệt chứ thôi, nhưng mà bây giờ cũng không phải của mình nên là thôi kệ coi. Chúng ta đi về nhà thôi nào. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn vậy? Ôi trời ơi, sao nghe cái tiếng chuông gì nó gõ ồn ào vậy? Mấy giờ rồi trời ơi? Mới có 3 giờ sáng thôi, sao mà tự nhiên cái âm thanh đó nó phát ra từ giữa làng ồn vậy? Các bạn có nghe không dạ? Hình như là nó từ cái đồng hồ kia sao các bạn? Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên 3 giờ sáng mà cái đồng hồ nó kêu inh ỏi vậy? Trời, không biết chuyện gì đâu, để mình tới coi thử coi. Ơi, cái gì mà nhức đầu quá vậy? Ôi chị đã bình tĩnh luôn rồi ạ. Ôi dắt cũng tỉnh luôn rồi ạ. Mọi người có nghe thấy cái tiếng chuông nó nhức đầu quá vậy trời? Trời ơi, chị ngủ không được luôn á tôi à. Trời ơi, tự nhiên rồi người ta đang ngủ kêu kêu gì vậy trời? 3 giờ sáng mà kêu cái gì mà kêu hoài. Ủa, trời ơi, nghe ơi. Nhức đầu quá. Không kêu nổi nữa đó. Trời ơi, ừ thì cho nó hư luôn, khỏi kêu đi sao? Ơi, Huy đã lập cái đồng hồ kêu ai dừng lại lỡ đồng hồ người ta thì sao? Dừng lại đi Huy ơi, trời đất ơi. Ủa vậy? Ủa? Hình như hết tiếng rồi kìa, hình như nó dừng lại rồi kìa em ơi. Thấy nó hết kêu rồi, không ơi, tin tao. Sao tự nhiên tao thấy cái đồng hồ nó có gì đó không ổn? Huy ơi, nhìn kìa, Huy ơi, sao mà nó rung quá vậy trời? Hình cái đồng hồ mà sao nó rung dữ vậy các bạn ơi? Trời đất ơi, có ổn không vậy con? Hắn ta là cái gì vậy? Cái gì? Người đồng hồ hay người đồng hồ? Clockman lần đầu tiên nghe luôn đó trời. Các ngươi dám đánh ta thì các ngươi sẽ nhận lấy hậu quả. Nhìn đã đi tô gai. Huy đã bị tua ngược lại rồi kia các bạn ơi, cái gì vậy? Ủa, tao nhớ là tao chạy rồi mà. Còn bây giờ thì ngươi chết rồi. Ủa, cái gì? Cứu tao vậy? Ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi. Còn bây giờ thì tới lượt ngươi mai. Chạy đi em ơi, chạy lại đi. Chạy. Đó chỉ là người đồng hồ Clockman đó các bạn ơi. Nhưng mà không biết nó từ đâu ra nên là anh em cứ chạy đi. Bay quá tụi mình trốn được á. Núp vô, chị đã bị núp vô coi chừng nha. Dắt ơi, ghê quá. Ôi bay đâu rồi, tao mà phát hiện được tụi bay là ta sẽ tiêu diệt mày nha. Ôi trời ơi, đất ơi, nó đang phá nguyên cái đàn của mình kìa các bạn ơi. Cái gì đó? Chúng ta phải nghĩ cách gì đó thôi nào. Vì mới dắt ơi, Huy đã bị bắt rồi. Không còn cách nào rồi, tôi gà chúng ta phải xây. Dạ. An toàn, đúng rồi đó mọi người ơi. Nhưng bên kia có bãi đất trống kìa, chúng ta xây. Mình sao bây giờ, trời ơi, nó vẫn đang phá làng kìa các bạn. Nhanh lên, trước khi nó phát hiện chúng ta ở đây là chết đó. Chúng ta sẽ xây nhà an toàn chống người đồng hồ ngay tại đây các bạn ơi. Chúng ta cần xây một cái căn nhà thiệt là an toàn. Tại vì nhà an toàn mà trước khi chúng ta xây những cái bẫy, chúng ta cần xây một cái nhà. Và lần này mình sẽ xây một cái nhà có hình dáng là một cái đồng hồ các bạn. Tại vì chúng ta đang đối mặt với một con có tên là Clockman mà mọi người. Và cuối cùng là ở đây và ở đây là xong rồi các bạn ơi. Đã xong một căn nhà đồng hồ rồi nè. Dắt đã xây xong cái kim đồng hồ chưa? Xong cái kim đồng hồ rồi. Dắt xây xong cái kim đồng hồ. Wow. Còn các bạn thắc mắc thì chị Dabby làm cái vai trò gì thì chị Dabby? Chị đang trang trí bên trong này tôi. Ôi trời, việc trang trí bên trong em sẽ để chị Dabby. Còn cái phần xây bẫy và xây thành để em làm cho nha. Chắc ơi, xuống đây để cùng với tôi xây cái thành này mở rộng ra để cho có một cái đường đi. Để sẽ có nơi chúng ta sẽ xây bẫy để chống lại cái con Clockman đó coi. Thì ở trong này có bạn nào biết về hả cái con Clockman hay còn gọi là đồng hồ man kia không? Thì các bạn hãy comment ở dưới cho tôi biết nha. Chứ tôi cũng là chưa tìm hiểu rõ gì con đó. Mà tự nhiên nó xuất hiện là tôi phải đánh bại nó thôi các bạn nha. Nên là chúng ta bắt đầu xây thôi. Và sau đó chúng ta sẽ lắp những phần còn lại dắt xong gì vậy? Dắt cũng xong luôn rồi ạ. Vậy là chúng ta đã xây xong cái đường đi tới căn nhà an toàn của tụi mình rồi các bạn ơi. Và đây tôi sẽ cho các bạn thấy đường đi của lần này cho các bạn coi.
coi này đó, đường đi đó rất là ngoằn ngoèo, và muốn tới được căn nhà an toàn của tôi thì cái con clockman hay còn gọi là người đồng hồ kia phải trải qua rất là nhiều thử thách và bẫy đó. Thì nó sẽ phải đi từ chỗ của giấc và đi ngoằn đi ngoèo đi lên đi xuống để có thể tới được cái chỗ đồng hồ, và trên cái chỗ đồng hồ mình sẽ xây thiệt là nhiều cái bẫy để tiêu diệt con người đồng hồ này. Được rồi, let's go xây bẫy thôi nào các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng chính cái đồng hồ để đánh bại nó luôn đó các bạn ơi. Đây chỉ là một cái đồng hồ khổng lồ, nhưng mà cái đồng hồ này mình sẽ làm gì với nó? Mình sẽ đưa nó lên trời. Nó đã nằm trên trời rồi đó các bạn. Mình sẽ đặt một cái cần gạt ở bên này các bạn. Chỉ cần mình gạt cái cần gạt này một cái thì lập tức cái đồng hồ nó sẽ rớt xuống các bạn. Nhìn đây, hay chưa? Thì nó sẽ lập tức rớt xuống rồi đó. Rầm lại rồi, đè bẹp cái con clockman kia các bạn. Và chúng ta sẽ cho tổng cộng là 3 cái đồng hồ như vậy. Thì xíu nữa cái con clockman mà nó hả, nó lỡ nó đi dối à. Ui da, thì nó sẽ bị dẹp 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 dí như tôi vậy đây. Đó chính là cái bẫy đầu tiên của tôi gạt đó các bạn ơi. Tôi đã vừa thử nghiệm cho các bạn coi luôn đó. Các bạn tiếp theo tôi cũng sử dụng một cái đồng hồ. Thì đây tôi sẽ gắn một cái đồng hồ vô đây. Sau đó khi mà mình gạt cái gần bên này một cái, lập tức cái đồng hồ nó sẽ xoay và nó lăn như là một cái bánh xe vậy đó các bạn. Và khi nó lăn thì nếu có tên clockman nào đứng đó đây thì cái bánh đồng hồ đó nó sẽ đẩy con nó xuống lọt xuống vô cái hố bên này. Thì cái hố bên này bây giờ tôi sẽ đổ thiệt là nhiều lava vô để cho xíu nữa mà nó đẩy vô một cái thì nó sẽ lọt xuống đây và sẽ bị lava làm tan chảy luôn. Xíu nữa khi mà cái con clockman kia bước ở đây thì mình chỉ cần gạt cái cần ở đây một cái, hay cha, lập tức cái bánh xe đồng hồ kia nó sẽ lăn đều lăn đều lăn đều, nó sẽ lọt xuống đây. Nếu nó đứng ở đây thì lập tức cái đồng hồ nó sẽ đẩy nó xuống đó và nó sẽ bị lọt xuống dưới này. Đặc biệt là chúng ta không chỉ có một bánh xe đồng hồ mà là một đống luôn, các bạn nhìn kìa. Làm sao mà con kia có thể né được bây giờ? Để tôi đứng đây. Sao mà né được, sao mà né được? Ai da, nó đẩy tôi đất rồi. Tôi nãy giờ tôi cứ tự thử nghiệm như cái bẫy lên người mình, sao tôi ngu gì đâu vậy trời ơi. Các bạn bấm subscribe cho tôi thấy tôi đỡ ngu đi các bạn ơi. Và cái bẫy tiếp theo cũng là một cái bẫy tương tự, mình cũng sử dụng những cái hả, những cái đồng hồ, nhưng mà cái đồng hồ này nó bự và nó nặng hơn rất nhiều, nên là khi chúng ta gạt cái cần này một cái, hãy cha, lập tức những cái đồng hồ kia nó sẽ đập lên đập xuống. Các bạn tự tưởng tượng nha, chứ tôi đi vô một cái nữa tôi cũng bẹp dí cho các bạn cho mà coi. Cái gì các bạn muốn tôi vô thử nghiệm mà để chiều lòng mấy bạn, để tôi thử vô các bạn coi này cho đời. Hai đó vừa lòng mấy bạn chưa? Trời đất ơi, mấy bạn thỏa mãn chưa? Và chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo. Đây chỉ là một cái đồng hồ mà nó để sẵn ở dưới, nhưng mà nó không phải là những cái đồng hồ bình thường các bạn. Và khi mình gạt cái gần này một cái, hãy cha, lập tức cái lớp kính kia nó sẽ mở ra và những cái đồng hồ này nó sẽ phát huy tác dụng nè. Tôi quăng quả táo cho các bạn coi. Cha, thì lập tức một cái gai nó sẽ xuất hiện lên và nó đâm xuyên trái táo luôn, bao nhiêu kìa đó. Và bây giờ tôi sẽ không thử nghiệm mình lên cái bẫy này nữa mà mình sẽ cho chú bò lên ngay. Ôi, chú bò lọt vô liền đó các bạn. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi. Lần này tôi sẽ không thử nghiệm. Ai da, ôi da, ôi tao lọt vô rồi. Ai da, đau quá, đau quá. Ai lủng chân rồi, lủng chân rồi. Và chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo. Thì bẫy này tôi đã xây sẵn 3 cái vòng tròn ở đây rồi. Đây chỉ là những cái đồng hồ khổng lồ các bạn. Và bây giờ mình sẽ làm cây kim của cái đồng hồ này là sử dụng cây kim. Ôi giời, nhảy nhảy đó. Các bạn thấy chưa? Mình sẽ phải né liên tục hai kim luôn. Ôi giời ơi, các bạn thấy khó chưa? Khó chưa? Thì xíu nữa muốn vượt qua được cái kim này. Ôi giời ơi, nó chém tôi. Ôi giời ơi, và chúng ta không chỉ có một cái đồng hồ mà chúng ta sẽ có tận tổng cộng là 3 cái đồng hồ luôn các bạn. Trời ơi, tôi cố gắng bắt cua. Ôi giời, đây đây đây, nhảy này, cái nhảy này. Rồi nhảy cái này, nhảy cái này. Ôi trời ơi, cái con clockman kia thì nó rất là bự, nó rất là mập và nó rất là mạnh, nên là để coi thử nó có thể vượt qua được không ta. Thì đến với cái bẫy tiếp theo, mình sẽ xây một cái mê cung các bạn. Thì đây mình sẽ xây một cái mê cung bằng vàng cho các bạn coi. Đây chỉ là một bẫy mê cung mini các bạn. Tại vì khi chúng ta đi vô cái mê cung này, chúng ta sẽ bị biến nhỏ chứ không phải là vẫn có kích thước như cũ đâu. Nên các bạn hãy cùng xem thử cái mê cung này nó hoạt động và nó sẽ là cái bẫy như thế nào nha. Khi chúng ta biến nhỏ thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái mê cung khổng lồ đó mọi người. Thì đây mình đã chuẩn bị hai cái máy bắn thuốc ở bên này, mình sẽ đặt bên này một cái máy thuốc biến nhỏ đây các bạn, thuốc thu nhỏ đó. Mình sẽ đặt bên này một cái, chỉ khi nào chúng ta đặt vô sợi dây này một cái, hãy cha, nó sẽ quăng cái thuốc ra, chúng ta sẽ bị thu nhỏ lại. Ôi cha, được rồi. Và bây giờ chính thức tôi đã trở nên tí hon và tôi sẽ phải giải một cái mê cung này. Mê cung này chỉ duy nhất có một cái đường ra, đó chính là cái đường lỗ ngay đây các bạn đó. Các bạn để coi, tôi sẽ cố gắng tôi thuộc chứ xíu nữa tôi mà tôi vô tôi giải mê cung mà tôi quên là chết tôi luôn đó các bạn. Sau khi mình ra được khỏi cái lỗ này, chúng ta chỉ cần gạt cái cần này một cái, bên trong này là nơi chứa một cái bình thuốc, rồi là thuốc phóng to đó bạn, là sẽ đưa mình trở lại bình thường. Bây giờ tôi sẽ gạt cho bạn coi này. Hãy cha, ôi wow, tôi sẽ biến to trở lại như là người bình thường. Và các bạn, và điều đặc biệt là gì thì đó chính là sau khi mình sẽ đi ra khỏi đây, mình sẽ lấy hết những cái viên thuốc biến bự này mình giấu đi chỗ khác, thì đến khi cái con đồng hồ kia nó chui ra khỏi cái lỗ này, nó sẽ không thể nào mà nó biến bự được các bạn à. Đến với cái bẫy tiếp theo, chúng ta sẽ đặt thiệt là nhiều cái cưa vàng đi các bạn. Chúng ta còn thêm một hệ thống bên này, đó chính là hệ thống bom đồng hồ các bạn. Là sao thì khi tôi bấm vô cái nút này một cái, cha, thì sau đó mình sẽ nhìn vô cái màn hình này, chúng ta có thể thấy được góc nhìn của vệ tinh này các bạn. Chúng ta có thể nhắm vô mục tiêu mà chúng ta thấy được và chúng ta sẽ sử dụng bom đồng hồ. Để tôi thử cho các bạn coi này, khai hỏa hay cha đông. Ôi giời ơi, các bạn thấy là lợi hại như nào, nó như là vệ tinh rồi, là tên lửa từ xa đó các bạn. Chúng ta sẽ đến với cái bẫy tiếp theo, đó chính là đằng kia kìa bạn, thấy một cái cửa gì đó không nào? Đằng sau cánh cửa này là
một chiếc xe tăng bằng vàng các bạn ơi. Các bạn hãy nhớ coi hết video để cùng nhau chiến đấu tiêu diệt cái con Clockman kia nha các bạn, và nhớ cổ vũ cho chiếc xe tăng của tôi gà nha. Và vậy là xong rồi đó, đã đến lúc chúng ta đi vô căn nhà đồng hồ này thôi. Mọi người ơi, ở trong đó đã xong chưa vậy? Hình như đã xong rồi. Để coi xung quanh toàn là đồng hồ thôi. Trời ơi, đúng là một căn nhà đồng hồ, ở đâu đâu cũng thấy đồng hồ, trang trí nội thất vậy là đầy đủ rồi đó. Nhưng mà quan trọng là trong căn nhà này nó còn có một bí mật nữa, nhưng mà cuối video tôi mới tiết lộ cho các bạn, thì bạn hãy chờ hết video để xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thì các người chết rồi. Cái gì vậy? Bố, mọi người nhanh động lên vậy? Hình như là nó tới rồi kìa, tới coi tụi nó đâu rồi mọi người, nhanh lên nhanh lên. Ủa, nó đâu rồi? Nó kìa, nó đang tiêu tới chỗ của chúng ta kìa đây. Ôi trời ơi, lùi lại. Bây giờ chúng ta sẵn sàng chiến đấu với nó thôi nào các bạn ơi. Đi coi, hãy cùng nhau cổ vũ cho tôi nha. Ê, nó đã bước lên kìa các bạn ơi. Đừng coi đây, bây chuẩn bị cái bẫy đầu tiên, đó chỉ là bẫy đồng hồ đó. Bây giờ người ngơ thì người bước cho đây, cái tên đồng hồ khổng lồ kia người chỉ được cái to xác thôi à. Người thách ta sao, ta vô nè. Nó vô kìa đây, bây đừng coi gạt cân nó. Ai cha, cái bẫy nó sẽ kết thúc. Ai ai ai, cái đồng hồ này vô cái đầu tay ơi. Những cái đồng hồ này, ta chính là vua đồng hồ mà sao nó chưa tấn công ta? Thôi vậy làm sao thực hiện được đó? Những cái tiếng anh bạn đã bắn. Ôi no! Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn những cái bẫy khác. Người ngơ thì người bước thêm một bước nữa đi. Đồng hồ ta không biết sợ, ta lên nè. Ôi lên kìa dân ơi, được rồi, gạt cầm cái bẫy thứ hai, kích hoạt đi này. Wow, nó sẽ bắt đầu làm cái gì? Những cái đồng hồ xoay. Đúng rồi, những cái đồng hồ nó sẽ xoay 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 liên tục luôn rồi. Ơi lý ta sợ những cái đồng hồ tí gọn này. Ừ, sao cái gì vậy? Ông chó nó đẩy nó xuống, đẩy nó xuống, đẩy nó xuống đi nào. Cái gì cái đồng hồ đang đẩy nó xuống kia các bạn ơi. Nó đã bị lột xuống rồi. Được rồi, người đầu hàng chứ hả? Tên đồng hồ vàng kia. Ôi nó đang bị rớt xuống lava kìa các bạn ơi. Người đầu hàng chứ hả? Không biết ta làm gì quan sao. Đúng rồi tôi gà ơi, vàng nó không bị lửa làm tác dụng đâu. Trời ơi, tôi lo, tôi quan. Đúng là lũ nóc còn non nữa. Đây chỉ là những cái bẫy, hai cái đồng hồ hai bên nó sẽ cố gắng đập vô cái tên kia. Người nghĩ ta sợ sao? Ta sợ nè. Vô kia được rồi, gạt cân tôi. Thì những cái đồng hồ đó sẽ đập. Ây 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 ây, sao cái đồng hồ này nó đau quá vậy? Ôi ôi. Nhìn kia, nhìn nó kìa, mày đi bối rối đập nó. Đúng rồi, những cái đồng hồ này rất là nặng nên là ngươi sẽ thua rồi thôi. Ngươi sợ chứ, ngươi sợ. Không sợ đâu. Ây. Đồng hồ đó không làm gì thôi. Lùi lại. Không sao, người ngon người bước rồi này. Ta bước vô nè. Nó bước vô rồi kìa, nó bơi ra đây. Chị nó bơi ra đây, gạt cần giúp em cái gì để cho nó lọt xuống dưới coi nè. Ok, gạt cần. Cái kia lại nó sẽ vỡ đâu. Ây da, lũng cái chân rồi, lũng cái chân rồi. Ây da. Mày lại còn ở trời như kìa. Con mày đạp cho mày lũng cái chân mày đi con, mày còn dám bước vô nữa không mà. Ya. Ta biết cái thứ này nó làm ta đau quá. Đúng rồi, ai bảo nó làm phá cái làm của ta chi. Bây giờ ngươi phải chịu hậu quả là những cái gai đồng hồ đó đâm ngươi đó. Nhưng mà những cái này là thứ gì xấu với ta? Cái gì ơi? Nó qua được luôn kìa. Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đánh cái bẫy đồng hồ xoay ra nó. Nè, bây giờ nó dính vào. Vậy là ôi giời ơi, được rồi, coi chừng kìa. Kiếm kia là kiếm vàng, nó rất là mạnh. Nên là coi chừng dính nha tên đồng hồ kia. Để coi đi, tên đồng hồ nó qua được không? Lại là đồng hồ nữa sao? Ngươi chế giễu ta hả? Đúng rồi, tại vì ngươi là đồng hồ nên ta sẽ dùng chính đồng hồ để tiêu diệt ngươi luôn đó. Ngươi ngon, ngươi bước vô đây đi. Ôi giời, hắn đã bước vô cái đồng hồ. Dạ, rồi. Hắn không có biết mặt, hắn không có biết nét. Được rồi, vượt qua được mà thôi. Mặc dù nó bị cháy nhưng mà sao nó bước qua mạnh mẽ quá vậy trời ơi. Trời ơi, nó sắp tới được rồi kìa em ơi. Chạy ra đây. Thì hai cái bên này nó sẽ quăng thuốc. Mọi người thu nhỏ đây, mọi người đi vô cái mê cung này. Mọi người theo em đi. Đi vô sợi dây này, hãy cha. Thôi, thuốc bắt đầu ngấm rồi kìa. Mà thuốc bắt đầu ngấm rồi kìa. Được rồi, nhảy vô cái mê cung đi nào. Boom. Cái này là cái gì đây? Hả? À. Cho ta thu nhỏ lại rồi. Đã bị thu nhỏ luôn rồi kìa các bạn ơi. Đây chỉ là một cái mê cung bằng vàng, mê cung mini. Ôi, chúng ta có thể thấy nó đang rượt theo mình trong cái mê cung này đây mà. Ơi được rồi, chết rồi, tôi xây cái mê cung mà tôi không biết đường ra luôn anh em, tôi quên đi đâu. Ôi trời ơi. Ôi đây. Bao tiêu được tụi bay thì ta sẽ xé xác cậu bạn. Ôi trời ơi, ghê quá. Ôi được rồi. Ôi mặc dù nó bị thu nhỏ lại rồi nhưng mà tụi mình cũng thu nhỏ nên tụi mình nhìn nó cũng bự lắm các bạn ơi. Nên là đúp lên. Trời ơi, coi. Ok ok, đi qua đây. Ơi tôi thấy cái đường ra rồi đó. Ơi nhanh lên. Ok vậy. À tôi bay đây rồi. Tôi đã tới rồi kìa. Được rồi. Bây giờ chúng ta
chúng ta biến bự lại nè. Hãy cho tụi mình bự lại nè các bạn ơi. Thấy tụi bay rồi, đứng lại đó. Nhưng mà tao bự hơn ngươi nhiều lắm rồi, chết rồi. Nó tìm thấy đường ra, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại, lùi lại. Em ơi, coi chân, coi chân kia. Tụi tao biến bự được vậy? Tất nhiên rồi, tại vì tao lấy hết thuốc trong đó ra rồi. Ha ha, cái đầu có biến bự được đâu. Ha 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 ha. Ha ha, chú đích cho mặt nha. Dám chú đích cho mặt. Ha ha. Ơi, tưởng ta nhỏ mà ta không có vỏ hả? Chết ơi! Trời ơi, nó bắn ra cái tia gì ghê. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó vẫn chữa ra cái tia mạnh quá. Nhưng mà không sao, ngươi không có bước qua được cái bẫy vàng cưa của ta đâu. Ta sẽ qua với ngươi cho bà con. Nó qua được kìa, nhắc bà chị đâu bây giờ. Em đã chuẩn bị một cái nút gọi là nút bom đồng hồ. Khi mà em bấm vô đây thì cái màn hình nó sẽ xuất hiện được là mình bấm nè. Hãy cha, được rồi, nhìn màn hình nè. Ui, nó lên được cái TV rồi nè. Cái màn hình nó hiện ra gì đúng kiểu rồi đúng nghe. Rồi bây giờ chúng ta có thể nhìn nó trên này để nhắm xuống dưới đó. Mấy cái cửa này ta ném một cách dễ dàng cho mà coi. Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển qua trái lên xuống để chúng ta có thể nhắm ra được rồi. Mục tiêu ngay tầm nhắm rồi, chúng ta sẽ bắn một cái quả bom đồng hồ xuống này. Hay cha, bay nè. Cố gắng bước qua kìa. Mày đi xuống một xíu nè, bay nè. Ngươi đầu hàng chưa hả con kia? Bước nhẹ. Chúng ta sử dụng cái bẫy cuối cùng ấy rồi. Lên lên lên, nào bắt đầu. Trời ơi, xin chào luôn các bạn. Bắt đầu cái bẫy cuối cùng là vũ khí xe tăng vàng. Mở cửa ra nào, ra đi xe tăng vàng. Wow, xe tăng kìa. Đúng vậy, chiếc xe tăng này sẽ chiến đấu với con đồng hồ kia. Và bây giờ là trận chiến giữa xe tăng vàng và Clockman vàng. Ai sẽ chiến thắng đây các bạn? Hãy cổ vũ cho xe tăng của tôi gà nha. Còn bây giờ thì 3, 2, 1 bắt đầu thôi. May nè, may nè, may nè. Đúng rồi. Và đây chính là cái cần gạt mình đã cài bom sẵn trong căn nhà đó rồi. Các bạn có ai chuẩn bị chưa? Gạt cần thì ngôi nhà sẽ nổ nè. Hay cha, cái nhà nó sẽ nổ. Nó nổ kìa rồi. Trời ơi, tôi đã lường trước mọi chuyện nên là người sẽ bị tiêu diệt thôi. Nổ banh cái nhà lầu thiệt sự luôn rồi. Trời ơi, cái đồng hồ banh luôn rồi. Để coi thì nó sao rồi. Ôi, hình như nó đã bị đánh bại rồi kìa. Đám ơi, yeah. Trời đất ơi, ăn mừng ăn mừng. Trời đất ơi, các bạn thấy sức mạnh của sự gọi là xây nhà an toàn của tôi gà cũng như các bạn đồng sinh tôi vậy. Các bạn ơi, xịn quá đi, xịn quá. Tôi ngược thời gian. Sao nó còn thể sống được vậy? Bây giờ thì tôi phải chết. Sao tôi